giải Grammy 2024, dự đoán. Lễ trao giải Grammy thường niên lần thứ 66 dự kiến sẽ diễn ra tại Crypto.com Arena, Los Angeles, California vào Chủ nhật, ngày 4 tháng 2. Khi chúng ta sắp đến với đêm nhạc lớn nhất, hãy cùng xem trước và dự đoán về các giải thưởng năm nay. Lễ trao giải Grammy năm nay được kỳ vọng sẽ là sự kết hợp giữa cái cũ và cái mới. Các nhà sản xuất điều hành Jack Capor, Ben Winston và Jesse Collins sẽ quay trở lại vào năm thứ tư. Họ đã phát triển chương trình từ lần đầu tiên, đòi hỏi phải hình dung lại hoàn toàn giải Grammy cho COVID-19. Kể từ đó, họ đã biến các nhạc sĩ thành khán giả của nhau khi không thể có một ai, một khái niệm đã xuyên suốt mọi giải Grammy kể từ đó. Theo Winston, các nghệ sĩ sẽ ngồi ở các bàn gần phía trước sân khấu để tạo cảm giác rằng các nhạc sĩ và khán giả vừa có một buổi tối thực sự đáng yêu cùng nhau. Các nhà sản xuất đã rời xa những rạp hát lớn, hoành tráng, đồ sộ với hàng dãy người và đang cố gắng tạo ra một buổi hòa nhạc thực sự đẹp mắt, riêng biệt hàng năm. Diễn viên hài Trevor Noah sẽ dẫn chương trình lần thứ tư. Không bao giờ có sự do dự, không bao giờ có trục trặc, không bao giờ có vấp ngã. Giám đốc điều hành và chủ tịch học viện ghi âm Harvey Mason Jr. về người dẫn chương trình trở lại của họ cho biết. Phỏng đoán kỷ lục của năm. Các đề cử cho kỷ lục của năm bao gồm John Batiste, Bojini, Miley Cyrus, Billie Eilish, Victoria Monet, Olivia Rodrigo, Taylor Swift và SZA. Những dự đoán cho rằng Antihero của Taylor Swift có khả năng giành chiến thắng nhưng Vampire của Olivia Rodrigo cũng là một ứng cử viên nặng ký. Album của năm. Hạng mục album của năm có sự góp mặt của John Batiste, Bojini, Miley Cyrus, Lana Del Rey, Janelle Monáe, Olivia Rodrigo, Taylor Swift và SZA. Các dự đoán đang nghiêng về Midnight của Taylor Swift, nhưng album của Olivia Rodrigo và Bojini cũng được xem là những ứng cử viên nặng ký. Danh mục khác. Có 94 hạng mục riêng biệt trong giải Grammy năm nay. Chúng là sự kết hợp lộn xộn của các thể loại và hình thức chồng chéo nhau, và nếu bạn cảm thấy bối rối với một số trong đó, hãy tham gia câu lạc bộ. Các giải Grammy không ngừng mày mò công thức. Lễ trao giải Grammy 2024 hứa hẹn sẽ là một sự kiện hấp dẫn với sự kết hợp của những gương mặt mới và cũ. Với những đối thủ mạnh ở mỗi hạng mục, đây là cuộc chơi của bất kỳ ai. Hãy theo dõi để xem ai sẽ mang về nhà những giải thưởng đáng mơ ước.